Dạ vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Ở video clip này, em lại tiếp tục tiếp thị tới tất cả bác. Đó là những dòng dây tín hiệu AV, ba lăng, dây loa, hàng châu Âu để cho tất cả bác lựa chọn phối ghép cho dàn âm thanh bài, âm thanh cổ của mình nhé. Đây là những dòng dây được bên em tuyển chọn cũng như là được bên em phân phối khá là nhiều cho tất cả bác rồi. Chất lượng âm thanh được cải thiện rất là nhiều nên em sẽ luôn nhập về và phân phối cho tất cả bác để các bác chơi nhé. Rồi, từ trước khi đi vào video chi tiết, những bác nào chưa đăng ký kênh, nhấn đăng ký, nhấn like để ủng hộ bên em nhé. Một like của tất cả bác không ảnh hưởng gì, không mất mát gì, nhưng giúp kênh của em được hiển thị nhiều hơn, tiếp cận nhiều khách hàng hơn và phát triển hơn nha các bác. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cũng như là báo giá tới tất cả bác những dòng sản phẩm ngày hôm nay. Thứ nhất thì em sẽ giới thiệu tới tất cả bác đó là bộ dây quảng Magia, dòng dây bãi của anh. Dây này thì đường kính là 9 ly. Dây khá to nhưng rất là mềm nha các bác, không hề cứng nha các bác. Merizia này sử dụng công nghệ là PCOCC 99,9% này. Copper Transformation Interconstitute Made in UK nha các bác, Made in UK. Đây, Made in UK nha các bác. Và đây là một dòng dây thiết kế chống nhiễu một chiều nhé. Các bác về chú ý cắm theo điều hướng mũi tên nhé. Sử dụng đầu jack là đầu jack châu Âu. Các bác có thể xem được chất lượng đầu jack này. Sử dụng jack khóa nha các bác, độ tiếp xúc rất là tốt. Các bác có thể xem được độ mạ này, đẹp chưa? Cực kỳ là đẹp. Và dây này thì đây là một dòng dây loại đồng nên nó sẽ cải thiện tốt nhất ba dải. Dải bass được sâu, gọn gàng và không kéo đuôi nhá. Tiếng rất là chắc, rất là mạnh mẽ. Nên thích hợp cho những dàn âm thanh của bác nào chép quá nhiều, giải bát chưa sâu, chưa tròn tiếng thì các bác lựa chọn bộ dây này cho em nhé. Tiếng cực kỳ là hay. Và bộ dây Magia này bên shop em để cho tất cả bác với một mức giá rất là tốt, chỉ có 900 ngàn một đôi. Bên em bao ship nha các bác. Bác nào lấy hai đôi thì chỉ còn 850 một đôi nhé. Rồi, tiếp theo đi qua những bộ dây ba lăng này. Ba lăng được cái nhé. Các bác có thể xem được những đầu jack này. Đầu jack carbon rất là đẹp. Cũng là của hãng Merizia này. Đó, 99,94% Made in UK. Bên này là đầu đực nha bác, đầu đực. Các bác sử dụng cắm từ những con rề xuống những con bao, hoặc từ những con men xuống những con đẩy nhé. Dây rất là mềm. Bộ dây ba lăng thì giá là 1.100.000 một bộ nha các bác. Rồi, đi qua dòng dây neo tắt. Chiều nay thì em vừa thi công được một bộ dây ba lăng và hai bộ dây AV nhá. Neo tắt thì các bác cũng biết rồi, chất lượng của nó cực kỳ là hay. Mã là NE3002. Dòng silver này. Đó, loại của dòng này là vừa đồng vừa bạc đấy. Em sử dụng đầu jack cũng là đầu jack đến từ châu Âu luôn. Rất là xịn nha các bác. Và thiếc để hàn những bộ dây này là em sử dụng thiếc VKBT. Rất là xịn nhá. Không thua kém gì hạng lên đâu, nhưng giá thành rẻ hơn rất là nhiều. Và một bộ dây AV neo tắt như thế này bên shop em phân phối cho tất cả bác giá chỉ có 2 triệu một bộ nhé. 2 triệu một bộ, dây rất là to, rất là đẹp, các bác về phối cho những dàn âm thanh cao cấp đó, những con đầu giải mã đắt tiền, rất là xịn sò nha các bác. Giá chỉ có 2 triệu một cặp thôi. Và đây là bộ dây ba lăng này, ba lăng cũng là đồng giá 2 triệu một cặp nhé. Sử dụng jack đầu jack carbon rất là đẹp. Những loại đầu jack như thế này thì nó cho độ tiếp xúc rất là tốt, cũng như là nó sẽ không bao giờ mà bị oxy hóa được nhé. Các bác cứ yên tâm. Một cặp 2 triệu nhé, dây rất là đẹp. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu những dòng dây này thì liên hệ cho em nhé. Số lượng không có nhiều đâu. Rồi, đi qua dòng dây Quảng Diêu Copper. Chiều nay thì em vừa về thêm được một ít mét dòng dây của hãng Diêu Copper của Pháp nhé. Rồi, em sẽ quay cái chất lõi để cho tất cả bác cùng xem nhé. Đây, đây là chất lõi của dòng dây Diêu Copper này. Thiết kế lõi vừa đồng vừa bạc. Đây là dòng dây duy nhất ở trên thị trường. Nó đánh đều được 3 dải tần. Bát chép trung cao được đều nhau. Tiếng rất là hay. Đặc biệt, đây là một dòng dây thiết kế chống nhiễu một chiều. Các bác chú ý cắm theo điều hướng giúp em nhé. Có một số bác là mua về là bảo em là vì sao hai cái mũi tên nó chạm vào nhau này. Đó, các bác đừng có chú ý mũi tên giữa này nhé.
mình chú ý mũi tên ở ở ở trên đường dây loa này. Đó. Nó sẽ có hai loại và mỗi loại là 2.5 mm. Sử dụng công nghệ là đồng OFC và SPC. Zilcapper nhá. Dây chuẩn 100% nha các bác cứ yên tâm nhá. Loại vừa đồng vừa bạc và vừa đồng trục này. Đó nên chất âm rất là hay. Dòng này thì đợt này chắc chỉ có một mình em có thôi, không ai có đâu. Giá em vẫn để cho tất cả bác với một mức giá rất là tốt nhá. Giá chỉ có 150.000 đồng một mét thôi nhá. Bác nào lấy 5 mét em sẽ bao ship nha các bác. Cho một dòng dây chất lượng như thế này. Vừa nghe nhạc hay, vừa hát karaoke hay. Giá thành lại cực kỳ tốt nữa. Rồi, bác nào có nhu cầu về những dòng dây loa, dây tín hiệu này thì nhắc máy liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo là 0969 569 157 nhé. Rồi, một lần nữa bên Hoàng Audio Sài Gòn kính chúc tất cả anh em và các bác sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn nhé. Rồi em chào tất cả bác, hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.